Công cụ chèn văn bản sẽ giúp chúng ta có các cái mô tả bằng lời ở trên biểu đồ. Sẽ có rất là nhiều các cái công cụ văn bản khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Tôi sẽ lần lượt hướng dẫn cách sử dụng của các cái loại văn bản này. Loại thứ nhất là chúng ta đơn giản chèn một cái đoạn text vào cái vị trí nào đó. Chúng ta có thể cầm và kéo tương ứng. Tất nhiên là chúng ta có thể đánh dấu các cái điểm này bằng các cái công cụ hình học. Ví dụ tôi sẽ đánh dấu một cái đỉnh giá ở đây. Sau đó tôi sửa cái văn bản ở đây này thành đỉnh chẳng hạn. Cái văn bản này các bạn có thể là thay đổi màu sắc của nó, phông chữ cũng như là cái cỡ chữ. Cái văn bản này thì nó có một cái ưu điểm là nó sẽ chạy theo cái đồ thị, khi chúng ta di chuyển đồ thị đâu thì cái nhãn này nó cũng sẽ đi theo đó. Nó sẽ thích hợp khi mà các bạn chốt cái văn bản đó với một cái điểm giá nào đó. Tuy nhiên nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là một cái ghi chép nào đó, ví dụ như là về mức giá chẳng hạn, thì và nó không gắn liền với lại một cái nến nào đó, thì chúng ta sử dụng cái loại nhãn này nó sẽ không phù hợp. Trong trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng cái loại văn bản là loại văn bản có neo. Ví dụ đây tôi sẽ đề là cái mức giá 30 chẳng hạn. Thì khi các bạn di chuyển biểu đồ thì cái nhãn này nó cũng sẽ vẫn cứ đứng nguyên ở đây. Đấy, ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ dừng chung với một cái đường nằm ngang. Thì nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta sử dụng cái loại văn bản mà có cái neo giá, neo vị trí ở đây. Loại tiếp theo là các cái ghi chú. Ghi chú thì chúng ta có thể là gắn nó vào một cái điểm nào đó và chúng ta viết chữ ở trên này. Khi các bạn bấm chuột vào chỗ khác thì cái nhãn nó sẽ mất đi. Khi ta di chuột qua thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái ghi chú đó. Tiếp theo là loại ghi chú mà có neo lại. Thì các bạn thấy rằng là cái vị trí của cái ghi chú này nó sẽ cố định. Khi mà chúng ta di chuyển biểu đồ nó sẽ không đi theo. Và khi ta di chuột qua thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhìn thấy cái chú thích của nó. Các loại chú thích khác thì chúng ta có thể là kéo dài ra và ghi chú ở phía trên hoặc ở phía dưới. Trong khi cái điểm mà chúng ta gắn vào thì nó sẽ nằm sâu ở trong biểu đồ chẳng hạn. Đấy, trong trường hợp chúng ta không muốn viết dính vào trong cái biểu đồ ra mà viết là bên trên thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại văn bản này. Các cái bình luận thì nó cũng sẽ gắn liền và nó không cho phép chúng ta kéo ra ở cái vị trí khác mà nó sẽ gắn chặt vào một cái vị trí nào đó. Các nhãn giá thì khi mà chúng ta gắn vào một cái điểm nào đó thì lập tức nó sẽ hiển thị luôn cái mức giá của cái điểm mà chúng ta gắn vào. Khi chúng ta kéo ra vị trí khác thì lập tức chúng ta sẽ có các cái giá khác. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái mũi tên lên xuống, ví dụ như là chúng ta đánh dấu ở vị trí này là giá sẽ tăng và chúng ta sẽ đánh dấu ở một cái vị trí khác là chúng ta báo rằng là giá giảm. Và chúng ta có thể đánh được cái dấu tên ngang và đánh dấu ngược lại.
và chúng ta có thể cắm xuống các cái cờ để có vị trí đánh dấu. Ví dụ như đây nó xuất hiện một cái sự kiện nào đó mà chúng ta muốn ghi chú lại, cắm lại cái cờ vào đây, chúng ta biết như là ở đây có một cái hiện tượng gì đó mà chúng ta sẽ có ghi chú thêm. Ví dụ đây tôi có thể mô tả cắm cái cờ và ghi một cái chú thích tương ứng. Sẽ có một cái chú thích.